Vừa qua, Trường Đại học Văn Lang đã tương bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, đồng thời trao tặng hơn 350 suất học bổng trị giá 15 tỷ đồng cho tân sinh viên khóa 28. Ngoài ra, chương trình chào đón tân sinh viên còn được diễn ra vô cùng sôi động với đêm nhạc hội với sự tham gia của hàng ngàn sinh viên và các ca sĩ nổi tiếng, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho một năm học mới rất hứng khởi của các bạn sinh viên. Năm 2022, Trường Đại học Văn Lang chào đón hàng ngàn tân sinh viên khóa 28 với 66 ngành đào tạo đại học thuộc 7 nhóm lĩnh vực kinh doanh và quản lý, xã hội nhân văn, du lịch, kiến trúc, nghệ thuật, công nghệ và sức khỏe, định hướng nâng tầm giáo dục thông qua đầu tư chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các ngành nghề đào tạo. Đối với trường Văn Lang thì trong 5 năm vừa rồi thì nhà trường xác định cho mình một cái sứ mệnh mới, đó là đào tạo những con người mang tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội và với một cái tầm nhìn sẽ trở thành một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ ở châu Á trong năm cho đến năm 2030. Nhà trường xác định là trong vòng 5 năm nữa sẽ trở thành một trong những trường đại học top 500-700 trên thế giới. Tại lễ khai giảng, Trường Đại học Văn Lang công bố danh sách và trao tặng hơn 350 suất học bổng cho tân sinh viên khóa 28 với 31 học bổng tài năng, bao gồm 11 suất 100% học phí toàn khóa và 20 suất 50% học phí toàn khóa, 299 suất học bổng tân sinh viên xuất sắc trị giá 100% học kỳ đầu tiên, 24 suất học bổng đồng hành trị giá 100% học phí học kỳ đầu tiên dành cho sinh viên tuyển thẳng. Tổng giá trị học bổng lên đến 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trường Đại học Văn Lang trao tặng 7 suất học bổng Going Global cho các tân sinh viên xuất sắc đăng ký chương trình đào tạo cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Liverpool, John Boris, Vương quốc Anh, Đại học Newcastle, Úc. Trong đó, 4 sinh viên đạt học bổng 50% học phí và 3 sinh viên đạt học bổng 25% học phí cho năm học đầu tiên. Tất cả sinh viên nhận học bổng đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi, giải đấu từ cấp quốc gia trở lên trong các năm từ 2020-2022, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 hoặc có thành tích đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, âm nhạc, thể thao, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. Ngoài ra, cũng tại lễ khai giảng, Trường Đại học Văn Lang nhận được sự quan tâm hỗ trợ thiết thực từ các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, kết nối 10 doanh nghiệp trao tặng học bổng cho tân sinh viên với giá trị hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, câu lạc bộ cựu sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường Văn Lang tài trợ quỹ học bổng 1 tỷ đồng. Để sinh viên học tập theo tiêu chuẩn quốc tế, từ khóa 28 trở đi, Trường Đại học Văn Lang thực hiện đối sánh chương trình đào tạo với các trường đại học top 100 đến 200 trên thế giới, tiếp tục nâng cao chuẩn năng lực ngoại ngữ, đầu tư phòng thí nghiệm và trang thiết bị chuẩn quốc tế, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho sự phát triển trí tuệ, thể chất, văn hóa của sinh viên. Mà các bạn sinh viên khi các bạn đến với Văn Lang, các bạn không phải chỉ học với cái nghề của mình, các bạn không chỉ giỏi với cái nghề của mình, nhà trường thực sự mong muốn rằng các bạn phải học và trải nghiệm để các bạn trưởng thành. Các bạn thực sự không phải chỉ là người là tạo ra những cái sản phẩm gì đó mang lại giá trị cho mình, cho xã hội không, mà các bạn phải thực sự là người trưởng thành để các bạn thực sự là người hiểu được, dũng cảm, có bản lĩnh để mà các bạn cho mỗi tình huống trong cuộc đời các bạn, cho mỗi nơi mà các bạn sẽ làm việc, các bạn đủ bản lĩnh để nhận định đúng và sai, các bạn đủ dũng cảm để đứng về lẽ phải, các bạn đủ một cái sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông để mà các bạn có thể đóng góp, hỗ trợ cho những người gọi là yếu thế, và các bạn luôn luôn có sự kiên trì, bền bỉ, có đủ ý chí và nghị lực để các bạn theo đuổi ước mơ. Lễ khai giảng Trường Đại học Văn Lang còn có sự góp mặt của ca sĩ Vicky Nhung với ca khúc Văn Lang chạm tới ước mơ, ca khúc được sáng tác độc quyền dành tặng sinh viên Văn Lang. Tiếp nối không khí tưng bừng của lễ khai giảng, đêm hội khai giảng tại sân vận động Hoa Lư, tân sinh viên khóa 28 Trường Đại học Văn Lang đã cùng cháy hết mình với dàn nghệ sĩ như Đông Nhi, MTV Bank, ST Sơn Thạch.